Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Z Channel, mình là Quang Lùn. Và đây là số đầu tiên của chuyên mục Trà Đá News, nơi mà sẽ tổng hợp lại những thông tin sốt dẻo về công nghệ trong thời gian vừa qua. Và số đầu tiên này chúng ta sẽ bắt đầu ngay sau đây thôi. Rồi, thông tin đầu tiên mà tôi cảm thấy khá là sốt dẻo, một cái pha mẹ Sách vở nổ. hôm nay nhiều quá nhỉ? Nhưng mà tôi thấy cái pha này nổ căng không ạ? Nổ hơn cả Bphone luôn. Đó chính là CEO của Huawei tuyên bố rằng cái hệ điều hành mới của họ trong 2 năm nữa sẽ tương đương với iOS của Apple. Tôi Ông tưởng thấy cái này cũ rồi. không, mới mới có mấy ngày trước thôi. Với tôi thì người ta là người có ăn có học, người ta là người có tiền, người ta đã khẳng định thì tôi nghe người ta thôi. Nói chung là cũng không thể nào nói họ là liệu họ khẳng định như vậy thì họ có làm được hay không. Bởi vì thực ra thì thời gian này nó cũng dài. Nhưng mà nói một cách gọi là tương đối văn minh là tôi không có nhiều hy vọng lắm. Có mấy thời gian trước mưa cấm vận phát thì bảo tôi sẽ làm được cái này, lại tiếp tục nổ Nhưng đấy. mà cái đấy có nổ đâu nhỉ? Cái đấy là Cái tôi quả cấm vận xong xong sau đấy được giải trừ cấm vận xong tiếp tục làm Huawei, và thậm chí là vừa rồi còn vừa giới thiệu P30 Pro thì tôi thấy là có ấy đâu. đây này, ý tôi như này này, À, Mate 30 Pro nhỉ? nổ nhá là tôi không cần Android nữa, tôi tự lập ra. Xong mấy ngày sau lại Android vẫn phải là cái phần mềm đầu tiên, cái phần hệ điều hành đầu tiên, hệ điều hành xuyên suốt với Huawei. Đấy, xong bây giờ lại nổ phát này nữa. Tóm lại là với thông tin này thì mình nghĩ chỉ đơn giản chốt lại một câu là cái đấy thì chúng ta đợi chỉ khoảng độ 1 năm thôi là ra vấn đề. Mình nghĩ là nếu mà Huawei thực sự làm được thì khoảng độ 1 năm nữa thì nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với bây giờ. Nếu như họ tự tin, họ khẳng định là cái hệ điều hành Harmony của họ mạnh như thế. Chúng ta sẽ bỏ qua những cái âm thanh bên ngoài đi, chúng ta sẽ tiếp tục với những đến tới thông tin thứ hai. Đó là thông tin iPhone sẽ bị khóa iCloud từ xa do là cái iCloud Relock Tóm đã lại quay là trở cái lại. quả dịch này thì bùng lại. Ôi, ngày xưa đã có một lần rồi. Thế không? Tôi nói thật là từ hồi tôi dùng SE mấy năm trước là tôi không biết cái đấy đâu nhé. Thì là nó chắc là từ lâu lắm rồi đúng không? Vâng, cái tầm hồi đấy có rồi. Lộ iCloud ra xong là người ta khóa từ xa. Nói chung là đối với cái thông tin này ấy, thì mình nghĩ rằng là đơn giản là các bạn cố gắng hạn chế post thông tin về email máy móc của mình lên trên mạng. Còn thực ra thì nó có làm sao hay không ấy, thì mình thấy là phòng nó hơn trừ. Phòng hơn tránh chứ. Phòng hơn chờ. Thực ra thì có nhiều người cứ kêu là tao cứ public hết lên các thứ nó có làm sao đâu. Nhưng mà ok, cái đấy thì không chắc. Và đặc biệt là các bạn lưu ý rằng là không nên đăng nhập email của mình vào những trang web lạ. Khi mà có email của mình, đặc biệt là những bạn sử dụng máy lốc ấy, thì có thể là nó sẽ khóa từ xa. Không biết được là cái thông tin này nó sẽ xác thực được đến bao giờ. Bởi vì là mình thấy tại sao thất bản lắm. Khi mà mình đọc thông tin này trên mạng thì có những người thì bảo là toàn tin đồn vịt này. Có những hội thì nó bảo là cái này nó là fake các thứ này kia. Nhưng mà tại thời điểm này trước mắt thì chúng ta cứ nên hạn chế tránh share email của mình, đặc biệt là những bạn sử dụng máy lốc. Thế cho vua. Vậy thì tôi hỏi ông một câu này, thì trong cái thời điểm hiện tại này thì chúng ta có còn nên mua những cái máy lock không? Tại vì tôi thấy bây giờ có một đợt là iPhone chuẩn bị iPhone 11 lock trở về về Việt Nam giá rất rẻ, thì có nên mua hay không? Tôi trả lời tôi mua máy lốc, mà tôi không thể nào tôi đi bảo mọi người là đừng mua máy lốc được. Vì sao? Mình máy lốc rất là rẻ, và đặc biệt là có nhiều người họ sử dụng lốc quen rồi. Ví dụ như là mình có một ông này sử dụng lốc quen và ông ấy bảo dùng chả sao, update thoải mái. Thì mình thấy rằng là nó là do vào cái độ tự tin khoe cá tính của bạn. Nếu bạn muốn sử dụng những thiết bị đời cao hơn và có mức giá tốt hơn mà bạn ăn chơi không sợ mưa rơi. Đúng không? Tiếc gì con lợn con. Thế còn thực ra mình nghĩ rằng là chả sao đâu, bởi vì mình thấy rằng mấy anh em dùng lốc vẫn cứ kêu là mạng mẽo ngon, dùng bình thường chẳng vấn đề gì cả. Nếu các bạn cảm thấy các bạn thích mua thì các bạn cứ mua. Đó là cái thông tin thứ hai. Vậy thông tin thứ ba, đá về Google đi. Cái sự kiện là Made by Google 2019 này thì có rất nhiều các sản phẩm, nào là từ tai nghe này, từ Chromebook này, xong rồi đến cả về cái sản phẩm mà mong đợi nhất là trung tâm của cái sự kiện này, đó chính là chiếc Pixel 4 và Pixel 4XL. Thì ông có cảm nhận gì về chiếc Pixel 4XL và Pixel 4 năm nay? Tôi chả cảm nhận gì. Ông dùng Android thì ông nêu cảm nhận đi, chứ tôi dùng iPhone tôi cảm nhận cái gì? Cũng đúng. Năm nay tôi cảm thấy này này, cái Pixel 4 thì nói chung cấu hình hay là về mọi thứ nó đều rất nổi bật rồi đúng không? Nó là đỉnh cao của Android rồi. Và năm nay tôi lại thấy
không biết ông nghĩ như nào, nhưng mà tôi cảm thấy là Pixel năm nay ý, lại có một cái mà lại đi sau những cái đối thủ khác, đi sau những cái hãng sản xuất khác, ví dụ như là kiểu cảm ứng bằng radar để có thể vuốt trên màn hình như này, vuốt trên cái màn hình điện thoại để có thể chuyển bài hay chuyển mọi thứ. Tôi thấy nó giống, khá giống với cái sản phẩm LG mà mới đầu năm nay được giới thiệu. Ông thấy cái thiết kế năm nay của Pixel 4 như nào? Tôi thấy nó hơi xấu. Thực ra thì cái tầm này tôi thấy là ông nào ra nó chả không đẹp lắm. Đây, trông nó có đẹp không? Không, đúng không? Quan tâm gì nhiều. Cơ bản là nếu mà sản phẩm tốt thì người ta cũng mua. Cái vấn đề về cái việc là gesture di qua di lại thì tôi thấy thật sự là đơn giản là nó là một cái gì đấy mang tính chất marketing. Còn trong thực tế tôi nghĩ ông chẳng mấy ai dùng. Next bây giờ trượt, người ta có phải là mua máy điện thoại về để mỗi nghe nhạc đâu, có phải là để mỗi lần ảnh đâu. Nếu như mà thật sự là người ta làm gesture khủng được ấy, ví dụ như tôi xem ảnh, tôi lật qua, vuốt qua, lật qua, lật lại xem ảnh này, xong là tôi như này để nó zoom to ra này, này nọ các thứ thì nó còn ra vấn đề. Còn nếu mà nó chỉ như này ấy, như kiểu vả quăng lùn ấy, thì mình thấy là nó cũng... Nó chưa ra vấn đề. Cái tính chất gọi là marketing là chủ yếu đúng không? Nó chưa ra vấn đề. Pixel 4 ấy, nhưng bây giờ người ta hay nói là camera hay là cái gì đấy nó phụ thuộc vào mấy cái dòng code thôi. Cho nên là không thể nào mà ông nhìn bề ngoài được mà ông biết được cái con này nó ngon hay không, nó mượt hay không. Cùng là Android thuần, nhưng mà rõ ràng Pixel nó vẫn mượt hơn cái con Android thuần của ông đúng không? Đúng. Tóm lại là mượt đến đâu, camera đẹp đến đâu, tốt như thế nào, trải nghiệm người dùng tốt như thế nào, thì đến khi chúng ta sờ được sản phẩm chính thức trên tay thì lúc đấy mới nói được là cái con đấy nó có đủ hấp dẫn hay không. Còn lại bây giờ show đi cũng vẫn thế thôi, chứ ai cũng nói kiểu iPhone 11 có gì mới đâu. Người ta vẫn mua là bởi vì đơn giản là nó là iPhone, người ta thích thôi, đúng không? Kết thúc với Google Pixel 4 và Pixel 4 XL, chúng ta sẽ đi đến một cái sự kiện nho nhỏ. Ngoài cái sự kiện Sony Show 2019 hôm qua ra thì chúng ta sẽ có một cái sự kiện mới, đó là sự kiện ra mắt dòng smartwatch mới đến từ Huawei là smartwatch GT2. Nhưng mà tạm bỏ qua cái sản phẩm đấy đi, hôm qua Huawei Việt Nam chính thức đưa ra thông báo là Mate 30 Pro sẽ được bán ở thị trường Việt Nam. Theo ông thì thông tin này sẽ như thế nào? Thì nó sẽ mức giá như thế nào này? Nó có bán được ở thị trường Việt Nam hay không? Tôi có là thần, tôi cũng chả biết được là mức giá người ta sẽ định giá như thế nào vào cái thời điểm này với Mate 30 Pro. Bởi vì đơn giản rằng là không thể nào ông suy từ năm ngoái được. Năm nay Huawei ăn mấy cái phốt đúng không? Ừ. Mà rõ ràng là cái giá bán nó phải chuyển dịch sau khi ăn mấy cái phốt đấy. Ừ. Cho nên tôi có làm thần, tôi cũng không biết được là Huawei định như nào. Cái thứ hai nữa là bán ở Việt Nam thì tôi nghĩ là sẽ bán ở Việt Nam. Bởi vì rõ ràng các thị trường Đông Nam Á hay thị trường châu Á là thị trường dễ tính hơn với các sản phẩm như của Huawei. Tại sao? Bởi vì chúng ta là những cái nơi mà dễ vọc vạch, mua máy về là cứ thích cài, thích củng, thích cắm. Người ta gọi là dễ chấp nhận, sống chung với lũ, dễ chấp nhận là có phần cứng tốt thì chúng ta sẽ vọc vạch đến phần mềm. Tôi có rất nhiều người bạn mua Google Pixel hay là con này con kia về, xong về chỉ để cài tùy biến những cái ROM phiên bản được tối giản, dùng sao cho nó mượt nhất. Chính vì vậy cho nên là khi mà Huawei đưa Mate 30 Pro về thị trường Việt Nam, tôi nghĩ là sẽ dễ được chấp nhận hơn so với thị trường phương Tây, nơi người ta khó tính hơn. Thị trường Việt Nam hay là thị trường châu Á thì người ta có thể dễ dàng ok, sản phẩm này phần cứng tốt thì tôi có thể dễ dàng chấp nhận vì là tôi cài phần mềm hơn. Tôi đoán là có thể là dễ tính hơn thôi. Còn dễ tính đến đâu thì tôi không biết nhá. Không chắc chắn là cái doanh số của Huawei sẽ có ảnh hưởng. Và họ sẽ phải có những cái giá bán hợp lý để giải quyết vấn đề này. Cho nên để mà đưa ra một cái giá bán dự đoán cho Mate 30 Pro thì thật sự là rất khó. Còn về Việt Nam thì đấy, như tôi đã nói, tôi đoán là nó sẽ vẫn về. Nhưng mà cái sự chấp nhận của người dùng ở thị trường Việt Nam này này, tại vì người dùng thị trường Việt Nam này người ta sẽ yêu cầu về những cái tính năng đi theo của Google. Thế thì bản chất ông là người sử dụng Android thì ông đưa ý kiến đi. Nếu là ông có mua không? Nếu ông có tiền? Nếu là tôi ý, thật là nếu mua cái đấy về chụp ảnh thì tôi cảm thấy nếu là mức giá nó khoảng tầm 20 triệu thì hơi đắt. Còn để mang về làm cái điện thoại không thì tôi nghĩ là tôi sẽ chưa muốn mua. Vì các dịch vụ đi theo của Google, ví dụ như YouTube, cái đấy quan trọng với tôi này. Gmail, Drive, những cái đấy cũng rất quan trọng nhưng lại không được cài đặt vào. Thì tôi mới nói rằng là hoàn toàn cái đấy có thể tải và cài ngoài. Không đúng. Không ơi, Huawei chính thức xác nhận là không thể nào vọc vạch kiểu đấy được. Vọc vạch kiểu đấy thậm chí là cho cái máy đấy về thành cục gạch luôn. Đó, Google bây giờ làm rất chặt những cái vấn đề đấy.
Thì bây giờ ví dụ như là YouTube với Google ta không dùng ở trên phần mềm thì tao dùng trên nền web. Ông dùng YouTube với lại Chrome kiểu thế. À, nó không không cài được Chrome mà sẽ phải cài Thì dùng cài trên trình duyệt của UC Google. Booster mà cũng không biết là cài được không, tại vì cũng không có store. Kiểu gì người ta sẽ đưa ra cái store để sử dụng thôi, không có một cái nhà sản xuất nào lại không đưa ra store cả. Mà lại đặc biệt là trong vị thế của Huawei bây giờ là họ buộc phải đưa store ra để họ giải quyết vấn đề. Với mình ấy thì cái việc Huawei sẽ cài cắm như thế nào thì chắc chắn là khi mà hãng bán ra thì là họ sẽ phải giải quyết vấn đề đó. Không biết là họ sẽ translate hay là chỉnh sửa dịch code từ store của Google sang store của Huawei, hay là họ trả tiền cho developer làm app riêng hay như thế nào đó. Nhưng mà chắc chắn để mà có thể tiếp tục bán điện thoại Huawei, đặc biệt là khi mà chạy trên nền để điều hành Android, Android. thì họ phải có cách giải quyết. Bây giờ chúng ta đoán giả đoán non thì nó không giải quyết vấn đề gì cả. Nếu như Huawei xác định rằng họ sẽ ra Mate 30 Pro thì chắc chắn họ sẽ phải có phương án giải quyết cho vấn đề đấy. Còn có thể là nếu như họ không giải quyết được vấn đề đấy, họ có thể bán một con điện thoại có camera tốt với mức giá 10 triệu. Và lúc đó thì anh em ta lại hò dô ta đi có thể là mua Cũng để đúng. về làm máy ảnh, đúng không? Kỹ thuật số compact Và thông tin đó. cuối cùng mà mình nghĩ Quang Lưu nước ngoài đá vòng cầu qua, nhưng mà mình muốn đá lại một chút là hôm qua đã có sự kiện ở Sony Show. Thông tin này thì thực ra mình chỉ điểm lại thôi, bởi vì về bản chất khi lên thông tin này thì bạn nào mà đã đi Sony Show thì đi rồi, bạn nào chưa đi thì chắc là cũng không kịp nữa. Sony Show năm nay mình thấy Sony gần như không giới thiệu quá nhiều sản phẩm mới. Chúng ta sẽ vẫn có những sản phẩm đã được giới thiệu trước đây trong năm, ví dụ như là một số tai nghe noise cancelling này, WH-WF này. Vừa rồi thì các bạn sẽ vẫn chỉ có là PlayStation 4 này, chưa có giới thiệu PlayStation 5 này. Và năm nay trong Sony Show thì mình thấy chỉ có một vài điểm mới, ví dụ như các bạn sẽ có con A6600 mới này, các bạn sẽ có con RX100 Mark 7 này, các bạn sẽ có con RX0 Mark 2 này, các bạn sẽ có cái Xperia 1 để các bạn có thể trải nghiệm tại quầy. Và mình nghĩ rằng là Sony Show cần có một nét đột phá nào nữa, và mình rất trông đợi vào năm sau nếu như chúng ta có PS5, có một sản phẩm gì đó để lead toàn bộ sự kiện giống như ngày xưa cách đây một vài năm khi mà mình đi sự kiện của Sony Show rất là hoành tráng, rất là rùm beng, và lúc nào chúng ta cũng sẽ có một cái sản phẩm để nhìn vào một cái sự kiện của Sony. Ví dụ như hồi xưa mình đi thì có ra mắt Z1 này, Z2 này, Z3 này, đi sự kiện Sony Show thì chúng ta có một sản phẩm nổi bật hoàn toàn hẳn lên để focus vào tại sự kiện, khiến cho chúng ta đi sự kiện chúng ta cảm thấy hào hứng rất nhiều. Năm nay đi thì Xperia 1 không phải là một cái sản phẩm thực sự được focus, bởi vì rõ Đúng. ràng là họ có bán đâu, cho nên là mình cảm thấy rằng là nó thiếu đi một cái nhân tố quan trọng gì đấy có thể lead toàn bộ thị trường. Và thực sự là có khi mà mình đi qua sự kiện nhá, ông nhớ không, là rõ ràng là năm nay có một số sản phẩm mới như là kiểu A6600 hay là RX100 Mark 7 các thứ, nhưng mà khi đi vào nhá, họ cũng không bày ngay Họ ở không bày ngoài ngay ngoài. để cho chúng ta có thể nhìn thấy ngay nhá. Mình phải Đúng đi rồi. lòng ngoài mình mới biết, tức là nó không đẩy thật sự mạnh một cái sản phẩm ở đấy nổi bật hoàn toàn Họ lên. chỉ đẩy cái công nghệ mới của họ thôi. Ví dụ là chú chó Aibo hết, không có cái gì. Và mình cảm thấy rằng là cái chú chó đấy thực ra đâu chắc gì đã bán tốt vào những sản phẩm gần gũi của Sony, ví dụ như là máy ảnh hay các thứ, đúng không? Và năm nay thì đặc biệt có một cái mình cảm thấy hơi fail nhẹ là cái TV của Sony làm nhà thông minh. Thì mình thấy có một cái vấn đề đặt ra là TV thì rất là tốt, rất là đẹp, mình không có ý kiến gì nhá. Nhưng có một cái điểm mà mình nghĩ cần phải cải thiện, đó là cái chất lượng micro của cái TV. TV thì là TV thông minh điều khiển đối với Google trợ lý ảo, nhưng cái chất lượng nhận mic của cái TV thì Còn chưa hơi thực sự kém. tốt. Rõ ràng là cái phòng anh em mình ngồi nó chỉ hơi ồn một chút thôi, cái kính cách âm, nhưng mà nhận diện thì rất là kém. Mình nghĩ rằng cái này thì Sony cần phải cải thiện. Và sự kiện Sony Show năm sau, hy vọng là sẽ có ví dụ như là PS5 là một sự kiện dẫn đầu để cho chúng ta khi mà đến Sony Show là chúng ta cảm thấy hào hứng về một cái sản phẩm có chủ đích rõ ràng. Rồi, và đó là thông tin cuối cùng trong số trà đá news lần này. Vừa rồi là một số thông tin mà bọn mình nghĩ rằng nó thú vị ở trong số trà đá news này. Và đây là một series khá là mới, cho nên rằng nếu như nó có những điểm gì chưa thực sự tốt thì hy vọng là các bạn sẽ comment góp ý ở bên dưới phần bình luận cho bọn mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong một buổi chém gió tiếp theo vào tuần sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Bye bye.